Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi các án lệ đầu tiên được Tòa án Nhân dân tối cao công bố, các tòa án đã chủ động áp dụng án lệ khi giải quyết các vụ việc tương tự, qua đó bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử. Thành quả phát triển án lệ là một bước tiến của hệ thống tòa án nói riêng và công cuộc cải cách tư pháp nói chung nhằm xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ và sự kỳ vọng từ các thiết chế trong hệ thống tư pháp. Định hướng công tác phát triển án lệ giai đoạn 2021-2030, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao sẽ tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo để Tòa án Nhân dân các cấp, các đơn vị thuộc Tòa án Nhân dân tối cao coi công tác phát triển án lệ là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đồng thời, có cơ chế khuyến khích thu hút các chủ thể trong và ngoài hệ thống tòa án cùng tham gia để phát triển án lệ. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự những thành công trong phát triển án lệ và định hướng giai đoạn 2021-2030 do truyền hình Tòa án Nhân dân thực hiện. Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đã xác định Tòa án Nhân dân tối cao có nhiệm vụ tổng kết kinh nghiệm xét xử, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ và xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm. Năm 2014, bằng việc thông qua luật tổ chức Tòa án Nhân dân, Quốc hội đã giao cho Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, nhiệm vụ lựa chọn các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, có tính chuẩn mực của các tòa án, tổng kết phát triển thành án lệ và công bố án lệ để các tòa án nghiên cứu, viện dẫn trong xét xử. Sau đó, Bộ Luật Dân sự năm 2015, Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2015, Luật Tố tụng Hành chính năm 2015 cũng đã quy định các nguyên tắc áp dụng viện dẫn án lệ trong xét xử. Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển án lệ, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03-2015 về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ hết sức chặt chẽ, từ khâu rà soát, phát hiện, đề xuất đến khâu thông qua án lệ, nguyên tắc áp dụng án lệ trong xét xử. Đồng thời, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác phát triển và công bố án lệ, áp dụng án lệ trong xét xử, khai trương trang tin điện tử về án lệ. Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ban hành nghị quyết công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử của tòa án nhằm nâng cao năng lực, trách nhiệm của thẩm phán trong việc ban hành bản án, quyết định để tăng cường tính minh bạch, thống nhất trong việc áp dụng pháp luật, tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát hoạt động xét xử của tòa án, tiếp cận và đề xuất án lệ. Bên cạnh đó, Tòa án Nhân dân tối cao còn triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về án lệ với các chuyên gia quốc tế để tham khảo, học tập nhằm tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả việc công bố, áp dụng án lệ trong xét xử. Trong giai đoạn đầu, Hội đồng Thẩm phán ban hành được 26 án lệ đã góp phần bổ khuyết cho hệ thống pháp luật, tạo tính ổn định, minh bạch trong các phán quyết của tòa án, đồng thời góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn xét xử của các tòa án. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm thi hành việc lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ đã phát sinh những vướng mắc bất cập như quy trình rà soát bản án quyết định để đề xuất phát triển thành án lệ phải thực hiện qua nhiều bước, gây mất nhiều thời gian, dẫn đến chậm ban hành án lệ. Chưa có quy trình thông qua án lệ theo thủ tục rút gọn đối với các trường hợp thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đề xuất án lệ hoặc trường hợp Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao lựa chọn án lệ khi xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm. Để khắc phục những tồn tại nêu trên, ngày 18 tháng 6 năm 2019, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 04-2019 về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ, thay thế Nghị quyết số 03-2015 với những nội dung sửa đổi căn bản nhằm tăng số lượng, chất lượng án lệ được thông qua và công bố. Thì cái quy trình xây dựng án lệ thì Tòa án tối cao đã đầu tư rất nhiều và đã có 2 lần sửa đổi cái nghị quyết. Hiện nay có nghị quyết số 04 năm 2019 thì nhìn một cách tổng thể theo tôi là cái quy trình như vậy là cần thiết để có một cái án lệ chất lượng, và trong cái quy trình đấy cũng có cái sự linh động, đó là đã bổ sung thêm một cái quy trình mới, đó là thủ tục rút gọn, đó là nếu mà trong quá trình giám đốc thẩm, hội đồng thẩm phán thấy một cái vấn đề pháp lý có thể phát triển thành án lệ thì hội đồng thẩm phán có thể quyết định ngay cái quyết định có thể phát triển thành án lệ hay không, thì lúc này quy trình cũng khá ngắn gọn, đó là không phải qua hội đồng tư vấn án lệ và cũng không cần tổ chức hội thảo để có ý kiến về
về cái án lệ đó. Và như vậy chúng ta thấy rằng cái quy trình này cũng khá linh hoạt, tức là hoặc là cái quy trình đầy đủ hoặc là quy trình rút gọn, thì tôi nghĩ về cơ bản cái quy trình như vậy là hiện nay là chấp nhận được. Hiện tại đã có 43 án lệ được công bố và đăng trên tạp chí Tòa án Nhân dân, cổng thông tin điện tử, trang tin điện tử về án lệ của Tòa án Nhân dân tối cao và được gửi cho các tòa án để các thẩm phán kịp thời nghiên cứu áp dụng. Đồng thời, Tòa án Nhân dân tối cao đã xuất bản 3 cuốn án lệ và bình luận với nội dung tập hợp các án lệ và bình luận về các án lệ của nhiều thẩm phán, chuyên gia giàu kinh nghiệm, đã góp phần tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu, tìm hiểu, vận dụng án lệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xét xử của tòa án, giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm tới hoạt động của tòa án có thể dễ dàng tiếp cận với các án lệ đã được ban hành, tạo nguồn tham khảo cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Kể từ khi các án lệ đầu tiên được Tòa án Nhân dân tối cao công bố ngày 6 tháng 4 năm 2016, các tòa án đã chủ động áp dụng án lệ khi giải quyết các vụ việc tương tự, phân tích, viện dẫn án lệ trong các bản án, quyết định, qua đó bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử. Hiện nay đã có trên 1.000 bản án, quyết định của các tòa án đã viện dẫn áp dụng án lệ. Trong đó, các án lệ được viện dẫn nhiều nhất là án lệ số 08, án lệ số 09, án lệ số 11, án lệ số 26. Thực tiễn xét xử cho thấy, những vụ việc có tình tiết sự kiện pháp lý tương tự hay tình tiết sự kiện pháp lý trong án lệ đã được các thẩm phán giải quyết theo đường lối xét xử mà án lệ đưa ra. Nhìn chung, các bản án quyết định có viện dẫn án lệ đã nêu được số án lệ, số bản án quyết định có chứa đựng án lệ, phân tích tình huống pháp lý của vụ việc đang được giải quyết, tình huống pháp lý và giải pháp pháp lý trong án lệ, làm căn cứ để đưa ra quyết định áp dụng án lệ. Chúng ta ngày càng hiểu rõ hơn cái vai trò của án lệ trong thực tiễn xét xử và kinh nghiệm là chúng ta còn đang, bên cạnh cái việc những thành tựu thì chúng ta còn đang thấy những cái khó khăn, những cái mà chúng ta còn đang thiếu kinh nghiệm, thì đấy là cái được. Cái được thứ hai rất quan trọng á, là chúng ta đã hình thành trong thực tiễn, trong đội ngũ thẩm phán ấy, một cái tập quán và một cái kỹ năng vận dụng án lệ trong xét xử. Có khoảng 1.000 các bản án là vận dụng án lệ để xét xử. Và cái này nó mở ra một cái thời kỳ mới, một tư duy mới, một kỹ năng mới trong cái hoạt động xét xử của các thẩm phán. Đó là áp dụng án lệ là tốt. Tốt vì sao? Sẽ dẫn tới áp dụng thống nhất pháp luật trên toàn quốc. Một cái tình tiết ở Hà Nội giống như tình tiết ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cùng một cái đường lối giải quyết giống án lệ, thì nó tạo ra cái sự thống nhất trong pháp luật, tạo cái sự an tâm cho người dân. Nhưng mà để được cái điều đó thì thẩm phán phải nhận thức rằng án lệ đó tồn tại và cần thiết áp dụng án lệ. Có thể khẳng định đây là một bước tiến dài, một thành tựu không nhỏ của hệ thống tòa án nói riêng và của công cuộc cải cách tư pháp nói chung, nhằm xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật. Bên cạnh đó, trình độ kỹ năng của thẩm phán, cán bộ tòa án trong soạn thảo bản án, các văn bản trong tố tụng ngày càng được nâng cao, tạo nền tảng quan trọng hình thành hệ thống bản án chất lượng, chuẩn mực, làm nguồn cho công tác phát triển án lệ tiếp theo. Các trang thông tin điện tử về công bố bản án, quyết định, án lệ đã có những ảnh hưởng rất tích cực cả về công tác truyền thông và công tác xét xử, nghiên cứu lý luận trong các tòa án và toàn xã hội. Việc xây dựng tiêu chí và từng bước hoàn thiện tiêu chí trong lựa chọn án lệ và cùng với thực tiễn công nhận, áp dụng án lệ đã góp phần làm thay đổi khá nhiều hoặc đòi hỏi các sự thay đổi trong nhận thức của các cá nhân, cơ quan có thẩm quyền trong lập đề nghị, xây dựng chính sách, xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về dân sự và trong công tác thẩm định, thẩm tra văn bản. Hơn nữa, một số án lệ đã được cơ quan xây dựng pháp luật nghiên cứu, vận dụng và pháp điển hóa vào trong điều chỉnh một số quan hệ cụ thể và bảo đảm được sự ổn định của pháp luật vì đã qua thực tiễn kiểm nghiệm. Ngoài ra, các án lệ đã góp phần thay đổi nhận thức của cơ quan xây dựng pháp luật trong việc bảo đảm giữa đổi mới hiệu quả xây dựng pháp luật gắn với phát huy vai trò của Tòa án Nhân dân. Việc lập chính sách xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
đã từng bước loại bỏ những điều khoản hoặc chính sách có tính ôm đồm, liệt kê chi tiết máy móc cứng nhắc mà dần thay thế bằng những điều khoản chính sách bao quát, ổn định hơn, mang tính định hướng chuẩn mực ứng xử pháp lý chung. Những vấn đề có tính biến động cao, không thể dự báo đầy đủ hoặc không thể áp đặt một ứng xử pháp lý chung cho mọi quan hệ trong giao lưu dân sự, thì cũng đã dần để thực tiễn xét xử của tòa án định hình phù hợp với từng nội dung, tính chất, loại quan hệ, chủ thể quan hệ. Thành quả phát triển án lệ trong giai đoạn 2016-2020 còn góp phần bảo đảm sự ổn định của hệ thống quy định pháp luật, nâng cao niềm tin của người dân doanh nghiệp vào sự ổn định, từ không xáo trộn trong chính sách của nhà nước về tài sản, sở hữu và giao dịch, vừa có được sự mềm dẻo, linh hoạt, đáp ứng được tính kịp thời trước những thay đổi nhanh chóng của kinh tế xã hội, của các quan hệ về sở hữu giao dịch hoặc nhân thân trong thực tiễn giao lưu dân sự. 43 án lệ cùng hệ thống bản án quyết định được Tòa án Nhân dân tối cao công bố đã giúp các cơ quan chức năng có thêm căn cứ giải quyết vụ việc, giảm thiểu chi phí thời gian, chi phí kinh tế cho các bên trong quan hệ cần giải quyết. Bên cạnh đó còn giúp họ bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng lập luận để làm rõ quy định của pháp luật, còn có cách hiệu quả khác trong giải quyết vụ việc, phân tích, giải thích các vấn đề, sự kiện pháp lý và chỉ ra nguyên tắc, đường lối xử lý, quy phạm pháp luật cần được áp dụng trong một vụ việc cụ thể. Thành quả phát triển án lệ trong giai đoạn 2016-2020 góp phần hình thành phát triển lý luận về nguồn của pháp luật, giải thích pháp luật về án lệ, áp dụng án lệ tại Việt Nam, nhất là trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học pháp lý và khoa học xét xử. Làm án lệ thì chỉ một bộ phận rất là nhỏ thôi, nhưng mà sử dụng án lệ trong thực tiễn thì là một cái bộ phận rất là đông, kể cả điều tra viên, rồi kiểm sát viên, rồi luật sư và các thẩm phán. Thì đây là một cái bước đổi mới tôi cho là rất đáng ghi nhận. Còn về áp dụng án lệ thì vừa rồi là chúng ta thấy trong cái báo cáo đây có rất nhiều tòa đã áp dụng án lệ. Và cá nhân tôi với tư cách là trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam thì bản thân tôi cũng áp dụng rất nhiều lần án lệ của tòa án tối cao. Thì điều đấy cho thấy rằng đó là một cái sự thành công. Và trong quá trình học tập của sinh viên, nhất là Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi thấy sinh viên nghiên cứu án lệ cũng như là nghiên cứu luật. Thì đấy là một cái thay đổi rất lớn về tác động của án lệ ở Việt Nam. Nguyên nhân của những kết quả đạt được là do công tác phát triển án lệ được thực hiện trên cơ sở đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, quy định của hiến pháp, của bộ luật, luật liên quan về chiến lược cải cách tư pháp nói chung, về vị trí, vai trò của tòa án, về phát triển áp dụng án lệ. Mặt khác, hệ thống tòa án nhân dân đã thực hiện công tác phát triển án lệ với quyết tâm chính trị rất cao, bài bản, thận trọng và được lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia trong và ngoài nước, thẩm phán, các cán bộ tòa án các cấp, các cơ quan chuyên môn. Chính vì vậy, công tác phát triển án lệ giành được sự đồng thuận, ủng hộ, thậm chí là kỳ vọng từ các thiết chế trong hệ thống tư pháp. Về định hướng công tác phát triển án lệ giai đoạn 2021-2030, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao sẽ tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo để Tòa án Nhân dân các cấp, các đơn vị thuộc Tòa án Nhân dân tối cao coi công tác phát triển án lệ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện nghiêm túc hoạt động rà soát, phát hiện, bản án quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật để đề xuất phát triển thành án lệ, tiếp tục nghiên cứu sửa đổi bổ sung quy trình phát triển án lệ theo hướng đơn giản hơn, bớt khắt khe về tiêu chí tính chuẩn mực của bản án quyết định. Theo đó, chỉ cần định có tình huống pháp lý và giải pháp pháp lý có giá trị hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật là có thể được xem xét để phát triển. Hàng năm, các tòa án nhân dân cấp tỉnh, tòa án nhân dân cấp cao, các đơn vị thuộc tòa án nhân dân tối cao có liên quan phải đề xuất bản án quyết định là nguồn để phát triển án lệ. Xuất phát từ thực tiễn xét xử, các tòa án cần phải chủ động đề xuất với Tòa án Nhân dân tối cao những vấn đề pháp lý chưa có điều luật quy định cụ thể hoặc đã có quy phạm pháp luật điều chỉnh nhưng còn có cách hiểu khác nhau để nghiên cứu phát triển án lệ. Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học với tư cách là đơn vị thường trực tham mưu giúp chánh án, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao thường xuyên rà soát các bản án, quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân cấp cao, Tòa án Nhân dân tối cao để đề xuất lựa chọn công bố án lệ.
cộng tác chặt chẽ với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, quan tâm tới công tác phát triển án lệ, tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề pháp lý đa dạng đặt ra trong thực tiễn xét xử, cần có hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật nhưng chưa có án lệ để đề xuất phát triển án lệ. Tòa án Nhân dân tối cao tiếp tục đưa nội dung về đề xuất phát triển án lệ thành một nội dung thi đua trong toàn hệ thống tòa án, kịp thời khen thưởng các tòa án, thẩm phán có bản án, quyết định được lựa chọn phát triển thành án lệ, khen thưởng xứng đáng đối với các tập thể cá nhân trong và ngoài hệ thống tòa án, có nhiều đề xuất bản án, quyết định được lựa chọn phát triển thành án lệ. Đồng thời, Tòa án Nhân dân tối cao có cơ chế khuyến khích hoạt động nghiên cứu bình luận án lệ, đẩy mạnh hoạt động trang thông tin về án lệ của Tòa án Nhân dân tối cao, tạo các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm về viện dẫn, áp dụng án lệ, thảo luận về các vấn đề pháp lý cần nghiên cứu, phát triển án lệ, nhằm thu hút các chủ thể trong và ngoài hệ thống tòa án cùng tham gia để phát triển án lệ. Mặt khác, Tòa án Nhân dân tối cao xem xét nghiên cứu, phát triển mô hình cơ quan tham mưu về phát triển án lệ theo hướng hoàn thiện, có mô hình thiết chế độc lập, chuyên trách và đủ thẩm quyền về nghiên cứu phát triển án lệ trực thuộc Tòa án Nhân dân tối cao. Thưa quý vị và các bạn, phóng sự những thành công trong phát triển án lệ và định hướng giai đoạn 2021-2030 đã khép lại chương trình Tòa án Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.